món cá nướng của anh em mình đã xong nha mọi người. Đây đó, anh em mình đã trang trí xong nha mọi người. Hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình làm món lóc nướng nè. Quá mập. Uống nu bà chu luôn nha. Wow. Nhất quá nhất. Đủ mai nãy tính kêu đánh dãy luôn chứ. Gì? Dãy khó luôn. Mình xin tới chưa? Ủa xin. Xin mới được. Đây anh em mình đã đang ngay chút nữa cho mọi người ơi. Cái quạt cung. Ê không thấy lửa, thấy khói không vậy? Chưa lửa, ây da. Ê, gấp cục than này bỏ vô con. Nhỏ, gấp cục than này bỏ vô. Đang nè. Cục này nè. Không nói điện thoại mà. Đây hai cá mình mọi người. Rất to luôn luôn, nó uống nu nè. Bụng cái bụng uống nu luôn nè. Hồi trưa này nó bụng nó lóc nướng. Mẹ. Lóc nướng mỡ hành cuốn bánh tráng. Trời ơi, cái mắm nêm tới luôn. Cái mùi ga này thơm thơm sao mà. Má giờ hết chuyện đi hết ga luôn. Nó không thơm sao á. Cây là mũi bóp lên hết đây. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Rồi tao giao hai cái mày nướng nha cu. Ok. Tao vô tao làm nước mắm nha. Ok. Chúng mình để hai cái đó cho hai cho em mình làm mọi người. Vô mình làm nước mắm. Nhanh tới phần mình làm nước chấm nha mọi người ơi. Đây thì mình có mua chai mắm nêm pha sẵn này đây. Đó. Đó bây giờ mình sẽ làm lại cái mắm này nha mọi người. Nhưng mà không để cho mình ăn nha, mình sẽ làm lại. Đó, giờ mình sẽ lấy cái thơm này ra. Giờ đáng lẽ là nếu mà có máy xay nhân tố á, thì mình xay cái này xay ra nhuyễn ra lấy cái nước phần xác luôn nhưng sẽ tiện hơn. Nhưng mà không có, do không có máy xay nhân tố nên mình sẽ xắt bằng tay luôn nha. Mình này làm mắm nêm nha mọi người đó. Đây ạ. Bật ga lên. Bật bếp ga lên. Cho tí vào ăn vậy mọi người. Hết rồi. Rồi mà để mình thử. Thử cho nó mắm cho nó thơm á, thơm cho nó có mùi tanh. Chúng mình đã mắm được rồi. Bỏ tỏi vô. Bỏ hành với ớt vô. Nhưng mà ớt cay cay cho em chút. Thì bỏ này vô luôn. Thank you.
cô dạy mình ăn sao từng đêm vậy. Chúng mình thích ăn ngọt nên mình bỏ nhiều đường chút. Tại vì mắm này nó mặn được, nó cho nhiều đường vào thì nó dịu xuống hơn. Chứ còn hồi ba cái nước của nước cơm nha, nó chua ngọt ngọt nó dịu xuống rồi. Chưa thấy vàng không? Nướng hồi nãy giờ lửa nó cao quá. Hồi rồi đó. Lửa cao quá. Thì có cần hạ xuống không ta? Hạ đi. Đây. Hạ đi. Hạ xuống thì nó khét. Không 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 khét đâu, khét cái da mình đâu ăn da đâu mà. Ờ gì thôi gì thôi hạ xuống đi. Hạ xuống. Chưa chín nữa. Đẹp không mọi người? Quá đẹp chứ. Rồi,
Rồi bỏ vô đi. Để vô tôi phi hành xong rồi để lên giúp. Không lắm. Khét đen luôn. Quá đẹp mọi người. Hai anh em. Nào, quét cái từ để em quét cái. Giờ mình nè đang làm mỡ hành nha. Để mình dưới lên con cá. Tầm cái này em tắt được nha mọi người, đừng có để cho nó vàng mới nha. Thì đây, vì đây là nó vàng rồi, xuống là vừa rồi đó. Rồi, lại ra mình xíu mình chét vô cá nha. Quýt lên con cá. Thơm, quá thơm. Rồi, nói chung là bây giờ anh em mình đã banh con cá ra rồi nha mọi người, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chét mỡ hành lên nha. Rửa mỡ hành lên. Đó. Đừng có đồng cộng cái nồi tới luôn. Quá chứ vô leo không nữa kìa. Thôi. Quá chút này, tôi leo đem nướng không à. Không có món gì khác ngoài vô leo nướng. Mình tính mở nhà hàng vô leo nướng hả cô? Anh xui là vậy luôn á. Quá thơm dữ luôn trời. Thơm ghê. Bỏ cái thơm này là ổn ổn nha. Nhà hàng dưa leo á. Nhà dưa leo của thằng nhỏ. Hôm nay có lộn hộ không? Không, thù không có thề. Thù dưa leo nướng hơn gì nè. Ăn nó ngọt lắm bà. Hết sĩ còn 7 luôn, anh ơi. Được luôn. Mọi người, đây. Đây là chén gì vậy? Đây mọi người, cái chén nước chấm của mình nè. Đó, mọi người thấy hấp dẫn không? Thơm. Rồi, bây giờ anh em mình chuẩn bị bài ra ăn thôi mọi người ơi. Rồi, lấy bàn ghế ra đây. Dứt. Món cá nướng của anh em mình đã xong nha mọi người. Đây đó, anh em mình đã trang trí xong nha mọi người. Đây. Đây là tiết cái là không có đậu phộng nha mọi người. Nãy mua nhưng mà đi chợ mà quên mua. Đây nước chấm này, nó bún thơm dưa leo, mọi người phải các thứ. Rồi, chung là mời cả mọi người nha. Ăn đi cô, đi trước đây. Bóc luôn cho thợ tiện. Bóc luôn. Chứ đũa gì cầu kỳ quá. Đúng không? Ừ. Cá vô. Cá là phải ăn đũa chứ nồi nó dơ lắm. Người miếng bự đi. Cá nó già ngon á. Cá này nướng dài ngon à. Múc nước chấm ăn à. Chấm đâu? Đây là múc ra thằng đường chén chén đường chấm vô cái tô bự. Chết à. Ừ, lỡ lên múc này ha. Ừ, lỡ múc này. Ông nó chấm làm còn thế nhờ. Không, cái đó thôi, mình nát thì hết tiếp. Không ngon thì ai mà làm đúng không này. Đây. Cầm chén lên cho nó lịch sự đâu. Sao? Tơi giỏi. Ngon quá. Cá mình đã nướng ở lòng lắm, dài á. Ăn béo. Sực. Má giòn vậy chứ là chưa nói. Đây thanh niên này là bét luôn. Sao không đi? Sao? Cảm nhận sao? Cá ngọt. Đúng. Vớt gì đâu cũng vô ngon quá nữa, không còn nào khác mà coi đó. Chúng là hôm nay là cũng ngày thứ bảy cuối tuần rồi mọi người, nên anh em mình cũng làm món gì đó để anh em mình ngồi ăn chung nói chuyện đi. Nhưng mà làm này hơi lâu á, nãy giờ mấy tiếng đồng hồ á, ngon quá, 2 tiếng mấy đồng hồ mới được gì đây nè mọi người. Thì nếu mọi người có yêu quý anh em mình thì hãy đăng ký ủng hộ kênh để giúp anh em mình có thêm động lực ra các clip tiếp theo nha. Chung mà làm YouTube mọi người thấy vậy chứ nó vất vả lắm mọi người ơi. Đó. Chung mà nhiều người người ta khen, người chê được các thứ chung mà đủ thứ hết. Nhưng mà mình không có làm gì hại nay là được rồi mọi người. Chung mà mình làm gì mình thích thôi. Chung mình đam mê thì mình làm đó thôi mọi người. Chung mà cứ sống hết mình vì đam mê. Còn ai sao thì kệ người ta. Chung mình không quan tâm tới. Chung mà vậy thôi.
Rồi vô cuốn nữa nè. Vô cuốn nữa rồi anh em mình xin tạm biệt mọi người nha. Anh em mình còn ăn để nó trò chuyện với nhau nữa ngày cuối tuần. Má nhìn ăn mà nước miếng chảy rồi, sáng giờ chưa ăn cơm luôn rồi, thật sự chưa ăn cơm luôn. Sáng là tính đi công chuyện nhưng mà đi giữa đường kẹt xe qua đi về, xong anh em mới đi chợ mua đồ làm clip luôn. Nó này chưa ăn uống gì luôn, tính để chiều ăn luôn nhưng mà chỗ đó bụng quá là nên làm clip sớm một chút. Nhưng mà này nè, này là tầm 1:30 mọi người ơi. Chúng mình này tầm 1:30 thì anh em mình làm clip này trên sửa các thứ này cũng mới chiều cũng đăng cho mọi người kịp giờ mọi người xem mà. Đó, chứ đăng trễ quá nhiều mọi người bận hay là gì đó không xem, còn đăng sớm quá thì mọi người đi làm về mọi người không xem. Đó, nói chung là hay lựa giờ nữa, chắc mốt mà mình sẽ làm clip sớm để đăng đúng giờ tầm 6 giờ chiều thì đó, hoặc là sáng thì phải tầm 6 giờ thì mình để đăng clip 6 sáng 6 chiều. Trời má chơi cuốn hơi to à. Bằng luôn. Ngon. Ngon. Chung hết sảy con 17 luôn. Con 17 nó còn không bằng cái này nữa. Con 17 nhỏ hơn ấy. Nhỏ hơn. Em à, hãy kêu nó mua được cái bún ra ngoài quốc 1 ký luôn. Đó, cho hai nó ăn hết cái bún luôn. Này, thanh niên này ăn mỏ dễn luôn mà. Thôi, chung là bây giờ mình cứ ăn thôi mọi người ơi. Đợi nãy giờ nó bụng dữ lắm rồi. Từ lúc mà nướng cá rồi, cá nó bốc khối lên là nghe mùi nó đói bụng rồi đó mọi người. Nói chung chi tới bây giờ là két mỡ hành rồi lên cái thứ rồi. Chân bài em mâm lên bàn cái thứ này, nhưng mà bây giờ sáng ngày chưa ăn tối lắm hả? Chứ không, mẹ nói chuyện mà nước miếng là nuốt không kịp luôn mà. Bởi vì đâu nó dám nói chuyện mạnh đâu, nói chuyện nhỏ. Chuyện mạnh sẽ nước miếng rớt ra ngoài. Thôi giờ mình vô mình ăn nha mọi người ơi. Chào cậu đi lên. Không gì tôi thấy luôn. Cậu bảy nó ngon anh. Chờ được, chờ nhiều lắm.
nước. Hai chú lên. Hai lại lâu nhắm hai. Đi nước. Nhưng mà do một sự cố nhỏ là do bánh này mình ham ăn quá nên đã không để ý đến điện thoại và nó đã nói chung là hết pin đó, nên là không thể quay được cái khúc mà khúc sau này đó. Nếu có gì để mong mọi người bỏ qua cho mình thì sau mình rút kinh nghiệm mình sẽ bớt ăn lại và mình sẽ để ý đến điện thoại hơn đó. Thì nói chung là ăn cũng hết trơn mọi người ơi, để không còn gì để quay nữa. Thì đây mình xin kết thúc clip này nha. Nếu mọi người thấy clip này hay thì đăng ký chia sẻ giúp anh em mình nha, để anh em có thêm động lực ở các clip tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người ở clip theo nha. Bye bye. Bye bye. Mẹ này còn ăn nữa.